Đó, phía xa xa trong đó là những cái dãy đồi đó. Gồm có Delta 1049, Charlie 1015 và 945 nữa. Thành thử nếu mà các bạn đi thì nên có người dẫn đường. Thường một số người họ thuê những người thượng chở đi. Trước khi mình đi mà khi bạn đi sâu vô trong là sẽ lạc đường, lạc chắc luôn. Tại vì bạn không biết cái cục đồi nào là cục đồi nào. Nó rất là nhiều đường dẫn lên, không đi được nha các bạn. Nguy hiểm lắm. Đi vô trong đường nó đã khó đi rồi mà nó lạc nữa rất là mệt. Xe mà hư hết xăng gặp mưa nữa lỡ luôn đó. Hàng loạt cái dãy đồi vậy biết cái cục đồi nào để mà mò lên. Mà vô đó lại không có người để hỏi đường nữa. Nhiều người đi đến đoạn này là bỏ cục nè. Xe phân khối lớn nha. Nhìn cái xe cùi của mình bò nè. Đó, ghê không? Thấy chưa? Phải hỗ trợ nó một tí, đẩy nó, đạp tí. Đó. Xe đặc chủng mà ngán cái gì? Bởi vậy nhiều người rất là ngạc nhiên không hiểu sao cái xe cùi cùi đã đảo hôm nay ông bò dữ thiệt, dốc núi rồi chặt ly rồi những bò hết mà bây giờ nhiều người thấy tới đây cái là nhưng mà hôm nay là nó hắn lên nó dẻo dẻo nha các bạn chứ nó mưa là khỏi đó, nó dính vô đất đỏ là thua đó. Thấy chưa? Lên cái ẹt luôn. Con đường này làm chùng bút. Chùng chân, chùng ta lái, có nhiều ta lái đây. Ghê gớm chưa? Đó. Đó. Gớm chưa? Mình thấy nhiều người đi tới đây là bỏ cục. Thấy sợ. Trời ơi không. Nãy lên cái kia cũng chua mà bây giờ xuống cái này cũng chua mà cái quan trọng là khi đi ra xuống không được đó, lên không nổi hay cho lên chỗ này phải xuống trả số 1 đẩy phụ xe lên còn không nổi đây. Lên luôn. Lỡ chơi rồi. Lên luôn rồi.